Hạ Độc, người đẹp. Nàng thật xinh đẹp, ta yêu nàng, ta cũng yêu chàng. Chà, hoàng tử và công chúa yêu nhau say đắm nhỉ? Nhưng chắc gì họ được yêu nhau mãi mãi. Sao lại không? Họ đang ngồi kề bên nhau đầy hạnh phúc kia kìa. Còn tôi thì đã tận mắt thấy được tương lai của họ từ gương thần. Tương lai của họ ra sao? Khi lên tới bờ, hoàng tử sẽ nhảy lên cưỡi một con ngựa màu hung. Nó liền bay đi đem theo hoàng tử lên 9 tầng mây. Hoàng tử sẽ không bao giờ được gặp lại công chúa nữa. Ôi thật đáng thương, nhưng không có cách nào để cứu được à? Có chứ. Nếu ngay lúc đó có một người khác cũng nhảy lên lưng ngựa và lập tức rút súng ra bắn chết nó thì sẽ cứu được hoàng tử. Nhưng ai biết trước được điều đó mà nói ra thì sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Nhưng dù cho con ngựa kia có bị giết thì chưa chắc hoàng tử đã được bên cạnh công chúa. Vì khi hai người về tới hoàng cung thì sẽ thấy một chiếc áo cưới để trong một chiếc bình vàng. Chiếc áo óng ánh tưởng như dệt bằng sợi vàng, nhưng kỳ thực bằng diêm sinh và nhựa thông. Mặc áo vào người thì hoàng tử sẽ bị thiêu thành tro. Ôi thật là khủng khiếp. Vẫn có cách cứu được hoàng tử chứ? Có chứ. Nếu một ai khác đeo bao tay, cầm ném chiếc áo ấy vào lửa cho nó cháy rụi trước thì hoàng tử thoát nạn. Nhưng ai mà biết trước được điều đó và nói ra thì người ấy sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Cậu định nói thế có phải không? Chính xác. Ôi hoàng tử và công chúa thật bất hạnh. Làm sao có ai đủ dũng cảm và lòng trung thành để cứu họ đây? Ngay cả khi chiếc áo kia có cháy thành tro thì hoàng tử vẫn chưa chắc được sống chung cùng công chúa. Lại còn chuyện gì nữa? Sau lễ cưới, trong lúc khiêu vũ, công chúa bỗng nhiên tái mặt đi, ngã bất tỉnh tại chỗ. Nàng sẽ chết luôn nếu không có người tới nâng nàng dậy, cắn vào cổ nàng rồi hút ra 3 giọt máu. Nhưng người biết được điều đó, nếu nói ra sẽ bị hóa đá toàn thân ngay lập tức. Ôi, hoàng tử và công chúa đáng thương biết bao. Ta phải làm gì để cứu họ đây? Johannes, sao trong ngươi có vẻ buồn bã thế? Hãy xuống thuyền và nghỉ ngơi một chút đi. Cảm tạ hoàng tử đã lo lắng. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi à. Ta hồi hộp quá. Ta mong sớm trở về lâu đài để tổ chức lễ cưới, đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt được. Dù thế nào thì ta cũng phải cứu hoàng tử cho bằng được, dù có bị bất cứ một hình phạt nào chăng nữa. Ui, con ngựa tuyệt quá. Để ta cưỡi về hoàng cung. Tại sao? Trời ơi, hắn thật hỗn xược. Ngựa đem đến để hoàng tử về cung mà dám bắn chết. Im ngay. Việc Johannes làm chắc chắn là có lý do của nó. Mau về cung điện chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Tại sao ngươi dám ném áo cưới của hoàng tử vào lửa? Kể cũng lạ, nhưng Johannes làm thì chắc chắn có lý do của nó. Làm gì có chuyện đó? Ta... Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị cử hành hôn lễ đi. À! Công chúa, nàng sao vậy? Johannes, ngươi dám vô lễ với cả hôn phu của ta sao? To gan, quân đâu, giam nó vào ngục tối. Trước khi bị hành hình, tử tù nào cũng được phép nói lần cuối. Vậy thần có được phép không ạ? Được, nói đi. Thần bị xử oan, thần luôn trung thành tận tụy với hoàng tử. Thần đã nghe thấy câu chuyện của 3 con chim nói với nhau. Tội nghiệp Johannes trung thành của ta.
dẫn Johannes ra khỏi giá treo cổ cho ta. Dẫn ngay. Một người tận tụy như Johannes mà ta lại trót xử oan. Johannes trung thành của ta, ước gì ta có thể làm ngươi sống lại được. Bệ hạ có thể làm thần sống lại nếu như người sẵn lòng hy sinh cái gì mà người quý nhất. Ôi, Johannes trung thành, thứ quý giá nhất của ta chính là mạng sống của ta và hoàng hậu. Thiếp lúc nào cũng nghĩ tới Johannes trung thành, một người vì chúng ta mà bị nạn. Thiếp sẵn sàng hy sinh để Johannes được hồi sinh. Mang cho ta hai chén thuốc độc vào đây. Bệ hạ và hoàng hậu ăn ở có thủy, có chung, tình ấy sẽ được đền đáp. Johannes, hãy tha thứ cho ta và hãy ở bên chúng ta trọn đời. Thần tuân lệnh. Chiếc xe đạp hiệu Trik. Xin chào quý khách, mời chị vào xem xe ạ. Tôi cần mua một chiếc xe đạp hiệu Trik cho chồng của mình. Chị thấy chiếc này thế nào ạ? Chiếc này tuy có hơi đắt đấy ạ, nhưng dành cho dân chuyên nghiệp và nó có thể sử dụng trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả đường rừng và dốc núi. Anh biết đấy, ngày mai là lễ tình yêu. Tôi muốn một bất ngờ tuyệt vời dành tặng cho anh ấy, và tôi sẽ chọn chiếc xe này. Một ý tưởng thú vị trong ngày lễ tình nhân đấy ạ. Cảm ơn anh, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ kèm theo. Xin chị cứ nói yêu cầu của mình, chúng tôi sẵn sàng phục vụ ạ. Ngày mai khoảng 7 giờ tối, vợ chồng tôi cùng với vài đồng nghiệp nữa sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng gần đây. Trên đường đến đó, tôi định sẽ gây bất ngờ cho boss chồng tôi bằng cách đi vòng vèo tới đây. Và tôi muốn nhờ anh để chiếc xe này cạnh cửa sổ, và trên tay lái buộc một chùm bóng bay với tấm biển đề "Chúc mừng ngày lễ tình yêu, boss". Như vậy thật tuyệt phải không? Anh đồng ý giúp tôi việc đó chứ? Tất nhiên là đồng ý rồi ạ. Tuyệt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Bà hôm nay bán được nhiều xe chứ? Dạ, chưa bán được cái nào ạ. Vậy à, lạ nhỉ. Thời gian này hàng năm là mùa đi dã ngoại, rất đắt khách mua xe đạp, mà sao năm nay lại như vậy? Thật ra, tôi đã vì một chút việc riêng của mình mà quên mất không thực hiện yêu cầu kèm theo khi mua xe của một nữ khách hàng trong ngày Valentine. Cửa hàng của các anh thật đáng thất vọng. Mọi chuyện hệ trọng của khách như thế mà anh bảo quên mất. Thông cảm, tha lỗi. Anh làm hỏng hết chuyện của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ mua xe đạp ở cửa hàng này nữa. Và chắc chắn bạn bè tôi cũng như nhiều khách hàng nữa cũng vậy. Tôi xin lỗi. Có lẽ chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền khắp vùng, và khách hàng không còn ai muốn tìm đến cửa hàng của chúng ta nữa. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Chúng ta không chỉ đơn giản là bán những chiếc xe đạp COC ạ. À. Chúng ta cần tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng bằng thái độ chu đáo và trân trọng với họ. Tôi biết mình đã phạm sai lầm. Tôi xin đền bù tổn thất của cửa hàng ạ. À. Thôi, hãy xem như đây là bài học để cậu rút kinh nghiệm không phạm sai lầm một lần nữa. Cảm ơn ông chủ. Bây giờ cậu tìm quản lý cửa hàng đến gặp tôi ngay nhé. Vâng ạ. Chào ông chủ, ông cho gọi tôi ạ. Tôi có việc cần nhờ cậu làm ngay đây. Cậu biết câu chuyện về nữ khách hàng mua chiếc xe đạp hiệu Trik màu đỏ cách đây 3 hôm, ngay trước ngày Valentine chứ? Vâng, tôi đã nghe COC kể rồi ạ. Bây giờ cậu hãy đưa chiếc xe đạp hiệu Trik tới nhà khách hàng và nói với cô ấy rằng cửa hiệu sẽ miễn số tiền $200 còn lại mà cô ấy chưa thanh toán. Nhưng như thế thì chúng ta sẽ bị lỗ mất $200 ạ? Nếu cậu tính như vậy thì vẫn chưa chính xác, bởi vì tôi đã gọi điện tới nhà hàng Cilantro để đặt bàn và tặng gia đình cô ấy cùng đồng nghiệp một bữa trưa thật ngon lành để xin lỗi về sự thiếu chu đáo của cửa hàng chúng ta. Chỉ là một khách hàng bình thường thôi,
Tại sao ông chủ lại phải tốn công sức và tiền bạc để làm như vậy? Một phiếu quà tặng không giới hạn mức chi cho bữa tối tại Quantro sẽ được gửi tặng đến vợ chồng vị nữ khách hàng nọ. Sẽ rất, rất tốn kém đấy thưa ông chủ. Chúng ta đã có lỗi với khách hàng thì phải chuộc lỗi chứ. Một thời gian sau. Chào cô, rất cảm ơn cô đã lựa chọn mua xe đạp và các phụ kiện tại cửa hàng xe đạp Zen Cyclist của chúng tôi. Tôi đã kể với mọi người rằng ông đã làm cho vợ chồng tôi những điều thật tuyệt vời sau khi mua chiếc xe đạp hiệu Trích. Mọi người rất đồng cảm với tôi và rất thích cách mà ông đối xử với khách hàng của mình. Khách hàng luôn muốn được tôn trọng mà. Cảm ơn cô rất nhiều. Thật tuyệt vời. Những gì chúng ta làm cho cô ấy không bị lãng quên. Cô ấy trở thành một khách hàng thân thiết của chúng ta. Nhớ rằng, khách hàng là trên hết thì sẽ luôn thành công. Đại bàng và chim ân. Chị đại bàng ơi! Chị đại bàng! Mới sáng ngày ra mà đã có chuyện gì thế cô chim ơn? Tôi làm tổ trong hốc nhỏ đằng kia và đẻ được 3 quả trứng. Tối qua con chuột đã ăn mất 1 quả trứng của tôi và còn cắn tôi bị thương nữa. Tôi chưa nghĩ ra cách nào đối phó với nó. Quanh đây chỉ có chị cùng họ nhà chim với tôi. Chị lại dũng mãnh, nhiều người nể trọng. Lũ chuột ấy hẳn phải sợ chị. Xin chị giúp mẹ con tôi. Tưởng gì to tát, có việc nhỏ tí như thế mà cô không tự mình giải quyết cũng phải nhờ tôi à? Tôi bận lắm, tôi cũng đang phải trông con của tôi đây. Chị thử nghĩ xem một việc bé nhỏ như vậy, chị cũng cậy nhờ người khác có buồn cười không chứ? Chị ơi, nếu chỉ mình tôi thì tôi sẽ sống chết với nó. Nhưng còn trứng của tôi, các con của tôi không thể liều mình được. Xin chị đứng ra giúp tôi lần này. Cô về đi, tôi bận lắm, không giúp được cô đâu. Tưởng cháy nhà, động đất, hàng xóm láng giềng cứ suốt ngày nhờ vả mấy việc bé tẹo, lại còn nhận họ với mình nữa chứ. Không từ chối, có mà mình thành đầy tớ không công. Thôi, mình phải tự bảo vệ tổ của mình, chứ biết làm sao nữa. Ôi, đau quá. Ôi, trời đất ơi. Cái gì chui vào tai tôi thế này? À, đau quá, trời ơi. Ôi, các con của tôi. Sư tử kia, tôi với bác không thù không oán. Cớ sao bác làm vỡ nát tổ trứng? Tôi mất bao năm tháng mới sinh ra được. Tôi sao dám làm thế với chị? Tôi đang ngủ, tự dưng có một con chuột nhảy vào tai tôi. Tôi phải lồng lộn lên xuống nó mới chịu ra. Trong lúc cuốn lên ấy, tôi mới vô tình làm rung cái cây nên tổ của chị mới rớt xuống. Thôi được, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Tôi và bác hãy đi tìm con chuột ấy để hỏi tội. Tất cả là tại mụ chim anh đó. Mụ ném cành cây gai vào mắt tôi. Đây này, mắt tôi đang sưng mọng lên đây. Lúc ấy tôi đau quá, chạy hoàng mới lọt vào tai sư tử. Con chim anh to gan đó, để xem ta sẽ xử mi. Chim oanh to gan lớn mật kia, người dám giết các con của ta. Tất cả những gì tôi làm là để tự bảo vệ tổ của tôi, trứng của tôi mà thôi chị đại bàng ạ. Người nói cái gì? Chuyện là con chuột nhắt đến trộm trứng phá tổ của tôi. Như sáng nay tôi có đến nói với chị định nhờ chị giúp cho, nhưng chị từ chối, báo chuyện nhỏ như thế mà tôi cũng đi nhờ vả, thật đáng buồn cười. Khi về, tôi bắt gặp chuột lại rình mò trước tổ của tôi. Tôi ném cành gai khiến nó bị thương. Thực sự là tôi chỉ đang tự tìm cách đuổi kẻ trộm, bảo vệ mình và các con của tôi thôi mà. Trời ơi, chính tôi đã tự hại các con của tôi rồi. Ai có ngờ được họa lớn lại xảy ra từ chuyện bé như thế. Tôi rất tiếc là mọi sự lại xảy ra như vậy. Là tại tôi, chị là hàng xóm gặp nạn mà tôi thờ ơ không giúp. Tưởng chuyện cỏn con không bận đến mình, ai ngờ...
chị hãy làm nhà lên cây cổ thụ cao, chớ có ở nơi thấp thế này. Hãy bệnh tổ cho chắc chắn và tăng cường cảnh giác, như thế sẽ hạn chế được kẻ thù đến phá hoại tổ. Cảm ơn chị. Xét cho cùng, tất cả là tại tên chuột trộm cắp hại người kia. Giờ tôi phải đi trừ khử nó mới được. Tên chuột trộm cắp hại người kia, ngươi sẽ biết tay ta. Chuyện chiếc đài cassette. Ôi, âm thanh gì thế mẹ? Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Từ lần sau, mới sáng chú Rinh nhỏ tiếng một chút, mọi người vẫn còn đang ngáy ngủ mà chú cứ làm ầm ầm lên à. Phải đây, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hát the thé của chú ấy là tôi hồn bay phách lạc luôn à. Tại ông chủ hay dậy sớm, chứ tôi cũng muốn để mọi người ngủ thêm. Có gì mong mọi người thông cảm nghe. Bắt cassette là đúng giờ nhất ở đây, gần chục năm rồi ấy nhỉ. Mấy đứa, đến giờ các con đi đựng cà phê cho ông chủ rồi đấy. Chú cassette, chú làm sao thế? Âm thanh rè quá. Em cũng không biết nữa. Chả hiểu sao âm thanh cứ bị rè rè, không phát được nhạc. Mẹ ơi, chú đài cassette bị bệnh à? Thì tránh sao được quy luật của thời gian. Chú ấy cũng đã chạy tốt cả chục năm nay, cũng phải đến lúc trái gió trở trời chứ. Mấy hôm nay thời tiết ẩm thấp là ảnh hưởng đến sức khỏe của chú ấy đấy ạ. Có khi cũng do hết pin rồi cũng nên. Nhưng lần này tôi thấy lạ lắm. Không phải do pin hay máy móc trong người. Mỗi lần chỉ cần đập đập mấy cái là tôi khỏi liền rồi. Tôi chỉ lo sáng mai không phát được nhạc cho ông chủ. Chú không phải lo. Có khi ông chủ vừa đi sắm cái mới rồi cũng nên. Dù sao chú cũng đã cũ lắm rồi. Lần trước bà chủ đem tôi ra bãi rác, tôi thấy mấy cái đài cũ rỉ sét ở đấy nữa đó. Chuột với gián làm tổ kinh lắm. Nhưng ông chủ đã dùng tôi bao nhiêu năm nay, chả lẽ lại đối xử với tôi như thế. Thôi thôi, ấy là mọi người đoán già đoán non thế thôi. Chứ bác cứ bình tĩnh để mai xem sức khỏe thế nào đã. Em cũng nghĩ như đồng hồ, chắc do thay đổi thời tiết. Bác cứ yên tâm. Mình phải rời bỏ nơi đây trước khi bị vứt đi như một đồ phế thải. Bác cassette đâu rồi? Mọi người có ai nhìn thấy không? Hình như ông chủ đang tìm bác ấy. Bác ấy bỏ đi rồi. Đúng vậy, chắc bác ấy sợ bị vứt vào thùng rác. Sao bác ấy lại nghĩ quẩn thế cơ chứ? Bây giờ không biết đang ở đâu, làm sao mà tìm được? Ôi, ôi! Hóa ra ông chủ không phải thay một chiếc đài mới, mà là muốn sửa lại máy móc cho mình. Hoa giọt tuyết. Hoa giọt tuyết của mẹ, thức dậy đi thôi. Sao lại phải dậy hả mẹ? Dậy để nở hoa con ạ, đã đến lúc rồi. Các loài hoa đã tích tụ đủ đầy hương thơm và mật ngọt
sẽ cùng nhau bừng nở chào đón mùa xuân về. Mùa xuân chỉ về khi những loài hoa nở hả mẹ? Đúng rồi, sau một mùa đông giá lạnh, những nụ hoa như con sẽ nở để báo tin cho mùa xuân biết đã đến lúc trở về với chúng ta. Vậy con sẽ trở thành một bông hoa thật đẹp để đón mùa xuân. Ta là thần mùa đông, ta không muốn chia sẻ miền đất này với bất kỳ một vị thần thời gian nào cả. Vì vậy, ta ra lệnh cho các loài hoa không được nở để báo tin cho thần mùa xuân tới nữa. Các ngươi đã nghe rõ những gì ta nói chưa? Chúng tôi nghe rõ rồi ạ. Chúng tôi xin vâng lời. Tuyết hãy rơi nhiều thêm nữa đi. Hãy bao phủ miền đất này bằng màu trắng vĩnh hằng của mùa đông. Mẹ ơi, mùa xuân thì khác gì mùa đông hả mẹ? Mùa xuân mang đến ánh nắng và màu sắc. Mùa xuân nhuộm những bông hoa và sưởi ấm những búp non. Mùa xuân khiến các bạn dế trong đất thức dậy râm ran gãy đàn. Mùa xuân gọi các bạn chim én về xây tổ. Khu rừng của chúng ta sẽ tràn ngập âm thanh vui tươi và sắc màu rực rỡ. Tiếc là con của mẹ vừa sinh ra đã không được đón mùa xuân. Con sẽ chỉ biết đến một mùa đông dài bất tận mà thôi. Mẹ ơi, con muốn được nhìn thấy mùa xuân. Con muốn thấy khu rừng của chúng ta xinh đẹp và sống động như thế nào khi mùa xuân tới. Nếu như chúng ta vẫn nở hoa thì thần mùa xuân sẽ nhận được tin báo, phải không hả mẹ? Các chị hoa ơi, chúng ta hãy cùng nở hoa để báo tin cho thần mùa xuân đến đi. Thần mùa đông đã phủ đầy băng giá lên mặt đất. Những bông hoa nhỏ bé như chúng ta làm sao có đủ sức mạnh để vươn lên trên đám tuyết dày để nở hoa được chứ? Chúng ta quá yếu ớt, chúng ta không thể làm được gì đâu. Thôi, ngủ đi con, mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu. Các bạn hoa ơi, chúng mình đã từ phương Nam trở về rồi. Các bạn mau nở hoa để chào đón thần mùa xuân đi thôi. Sao những bông hoa vẫn chưa nở vậy? Mùa xuân sẽ không đến miền đất này sao? Nếu những bông hoa không nở, thần mùa xuân sẽ không được báo tin để về với chúng tôi. Miền đất này sẽ chìm trong băng giá mãi mãi. Vậy chúng mình nhanh quay lại phương Nam đi các cậu ơi. Cậu là ai? Cậu bị sao thế? Tớ là chim én. Tớ vừa từ phương Nam về. Lạnh quá. Lạnh quá đi. Bọn tớ cứ ngỡ mùa xuân đến rồi nên trở về đây. Nhưng mùa xuân lại không đến. Tớ quá yếu ớt. Không thể chịu nổi giá lạnh. Tớ không thể bay cùng đàn trở lại phương Nam được nữa. Tớ có thể làm gì đó để giúp cậu không? Cảm ơn cậu. Nhưng tớ chỉ sống được trong thời tiết ấm áp thôi. Cậu không làm được gì nữa đâu. Mẹ tớ bảo mùa xuân sẽ sưởi ấm vạn vật. Nếu mùa xuân đến, cậu sẽ khỏe lại đúng không? Nhưng mùa xuân mãi không đến là sao? Tội nghiệp chim én quá đi. Mình sẽ gọi thần mùa xuân về sưởi ấm cho cậu ấy. Hoa giọt tuyết nở rồi. Cậu ấy nở rồi. Cậu ấy không sợ thần mùa đông sao? Thần mùa xuân ơi, xin hãy về đây sưởi ấm cho bạn chim én. À, thần mùa xuân đến rồi. Cảm ơn mùa xuân. Cảm ơn hoa giọt tuyết. Cảm ơn hoa giọt tuyết, dũng cảm và nhân hậu đã gọi mùa xuân về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!